Trình ông chú thích làm AI. Hôm nay tôi chia sẻ với bạn chủ đề khám phá tiềm năng bất tận AI trí tuệ nhân tạo. Thì rất nhiều video tôi đã nói về trí tuệ nhân tạo các bạn. Thì các bạn biết rồi, hiện nay trí tuệ nhân tạo là nó phát triển với tốc độ chóng mặt, nó đi vào tận cái ngõ ngách mọi cuộc đời sống xã hội và một phần không thể thiếu trong đời sống con người, giống như hiện nay chúng ta sở hữu một cái điện thoại các bạn. Các bạn nhớ rồi, bạn thấy đi đâu thì người ta cũng cầm điện thoại và đi đâu người ta cũng chắc được trên điện thoại. Và AI hiện nay thì nó nằm trong cái điện thoại đó bạn, nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người hiện nay, nó một phát triển nó khu khủng khiếp. Thì tại sao AI lại quan trọng đối với tương lai nè? Thứ nhất là đổi mới trong từng bước đi. AI không ngừng phát triển từ việc tự động hóa quy trình sản xuất đến những ứng dụng chăm sóc sức khỏe giúp nâng cao chất lượng cuộc sống đó. Thì nó phục vụ về sức khỏe rồi bạn, nó có thể theo dõi cái cơ thể của chúng ta, nó theo dõi nhịp tim, nhịp đập, rồi nó làm rất rất nhiều thứ. Rồi cái quan trọng của AI nữa là dữ liệu là vua. Hiện nay ai nắm nhiều thông tin, và này quan điểm này từ lâu rồi bạn, ai nắm được thông tin, ai biết được thông tin trước, người đó cũng là vua. Và dữ liệu hiện nay là vua, là data đó bạn. Với khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, AI tìm ra những mẫu hình mà con người khó có thể nhận biết, từ đó hỗ trợ quyết định chiến lược trong kinh doanh đó, và hỗ trợ bạn những quyết định khác trong cuộc sống. Tương tác thông minh, sản phẩm AI ngày nay có khả năng tương tác tự nhiên với người dùng, giúp tạo ra những trải nghiệm thân thiện và hiệu quả hơn. Bạn hãy khám phá ứng dụng đột phá AI trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. AI như một phần không thể thiếu giúp chúng ta thích ứng và phát triển. Bạn có muốn biết cách AI đang làm thay đổi lĩnh vực tài chính, giáo dục hay du lịch? Sẵn sàng đón nhận cuộc cách mạng trí tuệ, xem xét áp dụng các giải pháp AI phù hợp sẽ không chỉ giúp bạn tối ưu hóa công việc mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và cải tiến trong mọi khía cạnh cuộc sống. Hãy theo dõi chúng tôi, không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về AI. Bước vào AI với nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ mà là một phần của cuộc sống. Hãy nhấn like và subscribe trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích mà cập nhật mới nhất về công nghệ. Đừng quên chia sẻ những suy nghĩ, câu hỏi của bạn trong phần bình luận phía dưới. Nếu bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại số điện thoại hoặc email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất. Đó bạn. Thì các bạn biết rồi, AI là cái dữ liệu là vua. Đó. Thì AI là tích hợp cái kiến thức hàng ngàn năm qua của nhân loại, các bạn thấy cái mức độ nó khủng khiếp như thế. Và có khi nó diễn ra trong 30 giây hoặc 1 phút là tối đa thôi. Cực kỳ nhanh. Nó giúp cho bạn đưa ra quyết định nó nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.